Ba nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng video trong kênh TikTok của anh chị em bị không view giống như bạn này hỏi mình hay là như cái bạn này hỏi mình. Thì cái nguyên nhân số 3 là nguyên nhân mà bản thân mình hay là mình tin chắc là cũng có rất là nhiều những bạn gặp phải rồi. Cái nguyên nhân số 1 đấy là nội dung ở trên TikTok ở thời điểm tới đây hay là ở thời điểm hiện tại đấy, TikTok đang yêu cầu cái phần liên quan nội dung được chuyên nghiệp và chỉnh chu hơn. Đấy là video của anh chị em mình cần phải có 3 yếu tố. Một đấy là lồng tiếng này, cái số 2 đấy là cảnh quay nó phải có sự chuyển cảnh này, cái đoạn số 3 đấy là video của anh chị em mình nếu mà nó ít cái cảnh quay chuyển cảnh thì nó phải có cái phần liên quan chèn chữ vào trong video của mình anh chị em nhé. Nên là những anh chị em nào đang làm dạng video mà mình chỉ có quay hình không mà mình ghép nhạc, hay là những cái video mà ở góc độ anh chị em chỉ có ghép hình để anh chị em đăng lên trên kênh TikTok thì sẽ bị hạn chế hiển thị hơn trong cái thời gian tới anh chị em nha. Cái nguyên nhân số 2 là cái phần liên quan nền tảng với TikTok thì họ đang làm rất là chặt cái việc là nội dung nguyên bản. Thế nên thời gian vừa rồi có nhiều anh chị em thậm chí là mình quay cái video của mình luôn, bởi vì là nó gần giống như cái những người khác làm, nên anh chị em bị quét gặp phải lỗi vi phạm là sao chép nội dung của người khác. Nên những anh chị em nào mà đang đi, một đấy là mình đi lấy video của người khác đăng lên trên kênh của mình này, hai là những cái video ở góc độ là anh chị em tải cái bên chung về là không bị vi phạm anh chị em nha. Nên là anh chị em phải chú ý. Còn nếu mà anh chị em nào có nhỡ mình làm video mà bị nền tảng họ quét nhầm thành là đi lấy video của người khác ấy, thì các bạn có thể là chụp lại hoặc là quay lại những cái bối cảnh mà mình đang quay video như vậy để mình lấy cái bằng chứng để mình đưa lên mình kháng thì nó mới ok được các bạn nhé. Nguyên nhân số 3 là nguyên nhân như lúc đầu mình chia sẻ cho em bản thân mình gặp ấy, đấy là có nhiều anh chị em cứ nghĩ rằng là đăng video vào thời gian vàng để giúp cho video lên xu hướng. Thật sự anh chị em là nếu mà mình căn vào thời gian vàng ấy là dẫn đến tình trạng là video của anh chị em mình bị không view luôn. Và mình đã từng gặp phải, đấy là thời gian trước mình có một video mình đăng đúng lúc khoảng tầm là 11:30-12 giờ trưa, đăng lên khoảng tầm 3 tiếng sau không view và mình cũng ẩn đi để mình đăng lại. Đấy, nên là như anh chị em nào mà đang căn cái giờ vàng để anh chị em đăng lên thì anh chị em phải tránh cái khoảng thời gian đấy đi, bởi vì là có rất là nhiều người đăng với video vào thời gian đấy, nên là anh chị em mình đăng lên nó sẽ bị là nền tảng họ sẽ chưa kịp duyệt kịp nội dung. Nên giải pháp ở đây đấy là anh chị em sẽ đăng trước cho mình từ 1-2 tiếng. Ví dụ như bây giờ anh chị em muốn đăng vào khoảng thời gian mọi người sẽ xem vào thời gian buổi trưa từ 11:00-13:00 chẳng hạn, thì các bạn phải đăng lúc từ 9-10:00 sáng các bạn nhá. Còn ví dụ như buổi tối thì mình hay đăng lúc khoảng tầm là 5-6 giờ chiều là bắt đầu mình đăng rồi các bạn nhá.